Hello, hello, hello everybody. Welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn sơ qua về con Fairy Tail ha, hội pháp sư nha anh em. Game này thì Hell chơi được khoảng 4 ngày và Hell gần được một con nhân vật 2S thứ 3 rồi ha. Đây, chuẩn bị được thêm một con SSR nữa nha anh em. Chúng ta có một lần quy nè. Đây, còn 37 lần nữa là heo sẽ được ha. Và mỗi ngày anh em đăng nhập thì sẽ được vé quay nè. Rồi rương này nọ, rất là nhiều đồ. Đủ thứ, lên level còn được nhận nữa. Lực chiến rồi... nè đó, event nè ha, thu thập để mà đổi nè. Đó, nhận kim cương này nọ rất là nhiều luôn. Rồi đây là không biết cái event gì nữa. Event này thì có đá đồ rất là nhiều. Đây, online nè anh em, online 7 ngày nè. Đó, mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được là 10 đá quay nè. Đó. Đó. Cái này là cái gì ta? Không biết luôn. Cái này gì á? Sao heo chưa làm được cái đó ta? Nè. Rồi làm nhiệm vụ nè, nhận kim cương quá trời nè. Heo được 6.700 rồi ha. Mỗi ngày vẫn có xài chút. Nên là nó còn là bao nhiêu đó ha. Ồ, hôm nay không có ăn cái này nữa. Cái này là lên VIP 2 là anh em sẽ mua được ha. Lên VIP 2 thì chúng ta sẽ mua được cái thẻ, cái này gì quên mẹ nè ta. Quà trưởng thành. Đó, game chơi khá là ok. Mới chơi 4 ngày mà gần được 3 con rồi. Này này không biết làm. Có nhiều cái nhiệm vụ mà chưa mở anh em, phải lên level nữa. Và đang nghiên cứu ha, nếu mà ok thì chắc sẽ nhảy server khác và nạp luôn vì game này khá ok anh em. Nhìn nè, nhìn cái chỗ nạp đó nè nha. Ví dụ giờ mua gói này đi, 128 tệ đúng không? Mà chúng ta có vé luôn là nó sẽ trừ cho chúng ta là còn 89 cho 90 á, 90 tệ, khá ngon đúng không? Khoảng 300 mấy. Không thì chúng ta có thể nạp mấy gói này nè. Gói 68 tệ còn là 47 tệ. Đó, 47 cho 48 luôn. Ngon không? Quá trời ngon. Còn ở đây là 30 tệ đúng không? 30 tệ trừ ra chúng ta còn lại 20 tệ. Ghê, ngon lành. Đó. Trừ rất là nhiều luôn. Ở đây là nó trừ hết 59 tệ, gần 60 nè. Đó. Khuyến mãi kinh hồn không? Nhìn mà thấy ham luôn vậy. Nhìn muốn nạp liền luôn anh em. Đây là trừ gần 60. Càng lên cao thì tỷ lệ nè trừ của nó càng ít ha. Thấy trừ ở đây nãy 6. Ở nãy cũng 60 mà đúng không? Đúng rồi, 60. Vậy là tính ra chúng ta nạp mấy gói nhỏ vẫn ngon ha. Từ gói 190 nè. Đó, 190 cho 200 đi. Đó. Mấy gói đó là ok. Rồi, đâu rồi? Đây là quay phi nè ha. Nè, còn đá quay này thì heo cũng có 2 lần. Hoặc là chúng ta có thể quay bằng kim cương ha. Quay 10 lần bằng kim cương. Quay 5 lần thôi là chúng ta sẽ đủ. Và tính ra nếu mà quay 5 lần 10 lần thì chúng ta sẽ có 19 19 ngàn. Thì 19 ngàn đâu đó khoảng đúng không ta? Đúng rồi, này 19 19 vậy là chia đôi ra là khoảng 9 ngàn mấy hả? Đục, cũng gần 10 ngàn đó anh em. Đây là heo gần 7 ngàn rồi. 7 ngàn là còn 3 ngàn nữa. Làm nhiệm vụ lẹ lắm anh em. Quay, có nhiệm vụ ra kim cương nữa ha. Không thì anh em đánh đấu trường dẫn ra ha. Đó, nâng đồ lên. Đột ra mảnh hả? Đâu rồi? Đây.
Đó, đội hình của heo nè ha. Đội hình cùi chỉ có hai con SSR thôi anh em. Đó, nâng heo dồn hết cho mấy con đó, còn mấy con sau là vẫn chơi bình thường ha, không có nâng cái gì nhiều. Đó, đây là những con tướng mà đâu rồi. Cuộc cái phần có nhiều lắm anh em. Nói chung là game này có nhiều thứ để chơi lắm. Nè đó, à cái này là những thứ chúng ta cần nâng nè ha. Level rồi. Ồ, cái này hồn hả? Hồn chưa có đâu. Cái này còn một nữa. Đánh hết mẹ nó rồi. Không thì chúng ta vô mua hả? Mua 80 được 2 rương, 80 cũng được 2 rương. Mà rương đá này khá là chua, 80 ngàn. Ở đây có khá nhiều shop nè, đó anh em có thể chọn ha. Đó, còn đây là cái shop anh em tướng nào không xài chúng ta có thể gọi là hiến tế nó ha, tế đàn nó. Phe đi theo. Ok, vô đánh vài trận cho anh em ha. Hôm nay như cũng chưa có làm nhiệm vụ gì nhiều. Đánh hết lên nổi rồi anh em. Nó chua quá, càng lên cao nó càng trâu. À quên, đúng rồi, heo chưa nâng đồ lên cho nó nè. Hèn chi nó chết riết, đâu rồi ta? Bảy bốn, ok, còn đây. Đó, nâng máu nó lên. Đây là tấn công rồi, ok, nâng máu lên luôn. Không có khiên giáp anh em đi chung một hội như vậy thì nó sẽ đỡ hơn ha. Nói chung thì đi chung một team như vậy nè, nó thì nó sẽ được nhiều thứ hơn. Hết rồi, hết đá dư rồi. À, coi vàng đá nè ha, vàng đá cũng cùi anh em chứ cũng không có VIP như người ta ha. Đi chung một món như vậy thì nó sẽ kích dòng nha anh em. Đó, đây 4 món thì nó kích được cái dòng này nè, 20% gì nè. Đó, khá là nhiều. Nên là ưu tiên kích dòng nha. Đây, có cái món mới để đổi lại cho nó. Đây, có một cánh chim không mỏi mới luôn. Ok, giờ chắc là nó trụ cũng được kha khá rồi anh em, cũng không nâng được bao nhiêu hết ha. Trời ơi à, đổi lên đó. Hồi nãy giờ là heo đang nhân 8 đó, bây giờ là tắt nhân 8 ha. Để cho nó đánh rồi chúng ta xem. Cái thằng này là có cái tuyệt chiêu tí quyền nè. Còn cái này là nguy hiệu hay gì? Hình như là nguy hiệu, đúng rồi. Nguy hiệu gui á. Ủa, rồi đúng rồi, heo tắt mẹ nó kỹ năng rồi. Ikki ni katakken zo.
á đồ. Nó nổ sâu ghê ha. Má hai con tăng này toàn là đánh theo cái diện ấy không, không có đánh cái diện rộng như Natsu. Bà mẹ nó. Má dồn vô hai con này không anh em. Đội hình dồn vô có ba con à, nên là hai con kia nó chết rồi. Nhưng mà bỏ ra một con không được anh em. À rồi được nè, được nè. Rồi ok, bây giờ chắc dễ đánh hơn rồi đó. Bớt đi gánh nặng, bớt đi gánh nặng. Đục Natsu đằng sau chịu dữ ta. Nó đánh ở mé sau không anh em? Thấy không? Nó giết một con à. Cái này mà nó phải đánh theo cái kiểu mà hàng ngang hàng dọc gì á. Hay là đam như thằng Natsu nè. Đó. Ở đù Natsu đam không bao nhiêu hết ta. Đồ má đam không thấm cái đội này rồi. Má lâu lắm mà không coi cái này anh em. Chắc mai chiều coi lại quá. Á đồ nó xuống chết rồi kìa. Trời ơi à. Nói chung là con này chơi được nha anh em. Nói chung là nó khuyến mãi và nó phi cũng khá là ok. Mà anh em nào yêu thích hội pháp sư thì có thể chơi ha. Nói chung thì nó cũng không được đánh giá cao lắm, nhưng mà chơi ok. Nếu mà so về nạp thì chịu rồi ha. Nạp thì còn nói gì nữa anh em. Rồi một mớ nhiệm vụ nè, lôi đài heo còn chưa đánh nữa nè. Năm mươi hai hả? Ok, đi dứt thằng này đi. Đồ. Con tướng chủ lực của nó chết rồi anh em. Ok ok, được nha, được nha. Ai à, má. Cái con Lucy của nó ngon như vậy. Má, con Lucy của nó giết được con Natsu của heo luôn. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, còn hai con tướng tăng. Mày mơ đi con. Mày mơ mà đụng tới con tướng tăng của tao. Đồ, giáp cứng nha, giáp cứng nha. Không xin nhê, không xin nhê.
Cái này cũng phải nâng nhiều thứ lắm anh em, chứ không phải vô là cứ chơi ha. Mà nói chung là tiếng Trung Quốc không là hơi khó chơi, nên là heo cũng thuộc dạng là hơi khờ khạo ha. Đó, anh em đánh mỗi móc mỗi ngày thì sẽ có đồ nè. Đó, rương đồ này nọ. Này đánh nổi không ta? Nè, trận này chắc nổi nè. Đi kiếm mấy con yếu yếu đánh, chứ mấy con mạnh quá đánh đâu nổi đâu. Ad gì? Con Etoman gì nè. Con này hôm bữa làm video là có mở ra em nó. Mấy con SR là mở ra nhiều lắm anh em. Tính ra là heo quay tướng đâu là 100 mấy lần rồi đó. Là mười mấy con SR rồi đó. SR chứ, mười mấy con SR rồi. Cất chứ đâu có xài đâu. Cái con Wendy đó là nó búp máu được nha. Đâu con Etoman của nó cứng nha, cứng đầu nha. Đâu má kinh vậy. Ghê hả má, cuối cùng cũng chết một con rồi má, nó dồn vô có một con mà. Á đồ rồi, ăn mày luôn. Má, con Natsu của nó mạnh. Phải nói là con Natsu của nó mạnh. Anh em ráng làm hết cái nhiệm vụ ngày ha, để được thêm điểm này nọ nè, đó. Đó, để có thêm kim cương nè, đó, rất là dễ kiếm kim cương ha. Làm nhiệm vụ này nọ là có hết nha anh em. Tính quái hả, chưa đủ mạnh để đánh. Nè, còn leo tháp nữa nè. Nè, anh em có thể bỏ qua ha. Đó, bỏ qua cũng khá là ok, khá là nhanh. Đó, lượm mấy cái bảo vật nè về nâng đồ. Leo hấp bây giờ bỏ qua bớt đi. Nè, anh em có thể nhân 8 nè ha. Đó. Đó, có link hướng dẫn nhân 8 ở dưới phần miêu tả nha. Anh em nào không biết có thể kéo xuống đó coi ha. Lên cán móc như 5, 10, 15 chúng ta sẽ mở rương đồ ha. Đó. Này là farm rất là nhanh luôn. Đó, anh em cứ cày nhân 8 vào mà chơi ha. Từ ngày có nhân 8 là coi như là mấy game mà đánh theo lượt tốc độ vậy là coi như là ok. Trời ơi, không có gì phải bàn nha anh em. Vô tư. Có tiền nạp vô và mua VIP này nọ thì có thêm thể lực thì anh em sẽ lên level nhanh hơn ha. Mà cái này thì heo chơi phi mà, chơi gọi là chai mà, nên là
đang chơi để cảm nhận ha, trải nghiệm game này nọ nên là chưa. Á đủ một con chết hả, ghê hả? Cứ cho nó leo anh em, cho nó leo maximum đi. Đó. Á đù. Vậy mà đai kìa. Cũng phải thôi, cái móc này hơi chua mà. Rồi ha. Ok, link heo để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về ha. Game khá là ok này nọ. Rồi thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Đang đánh gì vậy, đánh boss hả? Đồ má, đội hình nè anh em, đội hình top nè. Nè thấy không, nó cũng chơi Natsu nè. Má Natsu lên tím luôn, ghê thiệt chứ. Má đại gia đó. Mấy cái viên đá này lấy ở đâu ta, heo không biết nha. Nó lấy cái viên đá ở đâu vậy trời? Cái đá đó để cộng cái gì đó, ở đâu á? Má con này đem ra làm tướng tăng nè. Ở đù. À, nó chỉ lấy hai vòng thôi anh em ơi. Nó chỉ kích hoạt cái vòng thứ hai thôi, vòng thứ ba nó bỏ nè. À, cộng điều để kích duyên nữa hay gì á? À đù. Bữa nào biết gì đâu. À. Ok, ok. Anh đánh đều luôn, anh kích duyên đều luôn nè. Đó. Cái con này anh không kích nhiều ha. Con tướng chủ lực của nó nè. Ghê ghê. Nhưng mà vẫn chưa biết là cái dấu đá này nó nằm ở đâu thôi. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Anh em nào có chơi thì tải rồi vào chơi giống với heo ha. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Má con này hình như là con tướng tăng quốc dân hay gì á. Súng nhau nó xài nhiều dữ. Mà hình như là heo đâu có mở ra được nó đâu. Cái con kia thì mở ra được ha. Đó là anh em đừng có vứt nha. Hôm bữa thấy con đó nó phế mà bây giờ khá nhiều anh em đang chơi con đó luôn. Đậu. Nè UR nè, UR chúng ta sẽ có bà đệ nhất hay gì nè, người sáng lập ra Fairy Tail ha. Rồi ông này là ông tiếp theo nè, đi theo phe hắc ám hay gì nè, quên rồi. Ok ok, hồi coi mấy clip của cái con này là cái con rồng nè, quên mẹ nó rồi, cái con gì nè, chuyên môn đi giết rồng. Má coi mấy cái clip của mấy anh Trung Quốc đánh hựa, má đánh kinh thiệt chứ. Đánh mà ta nói sắp mặt lờ. Rồi ngày thứ bảy thì anh em cũng sẽ được tướng ha. Đâu rồi, đâu rồi. 7 ngày đây. Ủa không phải cái này. Nè, đó. Hôm nay nữa, tối nay là ngày thứ năm là heo sẽ nhận được 1000 kim cương nữa nè ha. Rồi ngày thứ sáu và ngày thứ bảy là chúng ta sẽ nhận được thêm một con tướng SSR ha. Ray ha. Rồi ok. Thì khoe chút đó mà. Mặc dù ạc không ngon ha. Nhưng mà heo cũng vẫn muốn nói với anh em là game ok. Nên là anh em cứ việc chơi ha. Rồi còn bây giờ thì thôi đánh không được. Phải đi farm đồ, đang có sự kiện mà. Đó. Còn nhiêu thịt đem đi farm hết luôn. Nhiêu farm ở đây không có ngon. Farm ở dưới này nè. Đó, có mảnh nè. Đồ, đồ. Anh em farm ở đây khá nhiều nè ha. Mà tốn 50. Đang tích kim cương nha anh em. Đó là mấy cái mà tốn tiền như vậy là heo xin kiếu ha. Chúng ta cũng nên đi farm mà nhìn vào thực trạng của tướng chúng ta là lấy đá gì và đi farm này nọ. Đây đá đỏ khá là nhiều. Má đội hình xài đá đỏ không? Nó xanh lột.
Má đội hình 4 con xài đá đỏ, tiền đâu nuôi cho đủ. Mai chiều bỏ bớt. Hoặc là mai chiều sẽ bỏ ạc này, test thôi, ạc này chỉ để test thôi. Mai chiều thì chắc cũng bỏ thôi. Rồi thôi, nói chuyện tám dóc nãy giờ cũng khá nhiều rồi. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Đó, game thì chơi cũng khá ok. Đó, lên đây thì đá tím đồ tùm lum hết, khá nhiều đá. Đá xanh nè, đó. Thực ra là game 5.6 mới có đá thôi anh em. Đá đỏ khá nhiều. Ok, đá xanh của con Wendy nè. Rồi thôi, bye bye anh em nha. Ngồi nói chuyện riết câu thời gian quá. Chúc anh em chữ chết luôn. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.